Kính thưa ban tổ chức hội thi, kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, em tên là Ngô Trần Bảo Trâm, học sinh lớp 3-1. Hôm nay em rất vinh dự được đại diện cho 20 bạn học sinh của lớp về đây tham dự hội thi để truyền theo sách. Lời đầu tiên, cho phép em kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo và quý thầy cô lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa ban giám khảo, sách là kho tàng tri thức vô tận cho mọi chúng ta. Đọc sách, chúng ta biết được nhiều điều mới mà. Những con chuyện từ sách cho chúng ta những bài học quý giá và hữu ích. Một trong những câu chuyện em được đọc trong kho sách của nhà trường mà em thích nhất và muốn chia sẻ đó là ba chú lợn con. Câu chuyện như thế này: ở một khu rừng nọ có ba chú lợn con sống vui vẻ bên mẹ. Một hôm, mẹ kêu các con đến và bảo: các con à, các con đã lớn rồi, đã đến lúc phải tự lập mình đi và dựng nhà ở riêng. Ba chú lợn con nghe vậy rất tháo hứng và chuẩn bị hành lý tàn thiệt mẹ ra đi tan tác cá nhau. Sau mấy ngày đi bộ, chú lợn ăn xả đã dừng tại một vạt lùn do bản tính lười nhác. Nên chú nghĩ, nếu chỉ để ngủ thôi thì xây dựng nhà to để làm gì? Vậy là chú tiến lên và dựng qua lo một chiếc cờ sơ sài. Hôm sau, có một con sói đến trước cửa nhà chú và cắt vọng ồn ồn: này lợn con, mau mở cửa ra, nếu không ta sẽ thổi bay căn nhà của ngươi đấy. Chú lợn ăn cả nghe vậy sợ ừa hãi, trốn một cái góc nhà. Sói người giận dữ lấy hết sức thổi mạnh vào ngôi nhà của chú lợn ăn cả. Chú lợn ăn cả mái tóc ngôi nhà của chú lợn ăn cả đã to tho và chú lợn ăn sờ quá liền cũng mắc vào rừng. Chú lợn ăn hai cũng tìm được một chỗ đất trống giữa rừng. Ở nhà chú chưa phải đặt tay vào việc gì cả nên chú chỉ kiếm vài cành cây để dựng nhà trong nhà nhỏ và đặt ý chui vào đó ngủ. Chẳng bao lâu có một con sói gian ác lại đến đập cửa nhà chú và quát: này tên nhóc kia, mau mở cửa ra, nếu không ta chỉ cần một cú đấm tan ngôi nhà của ngươi sẽ tan thành đấy. Chú lợn ăn hai nghe vậy liền chạy đến chặn cửa, nhưng vì mọi thứ chỉ là cành cây giá tạm bằng nhau, chẳng mái tóc ngôi nhà của chú lợn ăn hai đã bị sói phá mất. Và may mà chú chạy cùng kịp, tức giận vì vùi mắt con mồi, sói lại tìm lấy nhà lợn út. Chú lợn út là chú lợn thông minh trang chỉ, văn lời này rằng chú đã tìm được một chỗ bằng phẳng và chú chịu khó tìm gạch để dựng một ngôi nhà kiên cố. Sói tới nhà lợn út cũng đập cửa và quát: này tên nhóc kia, mau mở cửa ra, nếu không ta sẽ thổi bay căn nhà của ngươi đấy. Chú lợn út nghe và nói tình ở trong bình tĩnh nói ra: ngươi sói giỏi thì thổi đi, ta không sợ ngươi đâu. Sói nghe vậy liền phong má lên thổi, nó thổi mãi mà căn nhà của chú lợn út vẫn không lung lay.
Sói đi quanh nhà lợn út thì thấy trên mái nhà có ống khói. Sói rón rén trèo lên và nghĩ lần này thì lợn con để đâu ra thoát. Ha ha ha. Nhưng không ngờ chú lợn út đã chuẩn bị sẵn một nồi nước sâu phía dưới. Sói dịp tuột xuống thì thẳng vào nồi nước và chết. Vậy là nhờ chăm chỉ và thông minh, chú lợn út đã chiến thắng được con sói gian ác. Chú lợn anh cả và chú lợn anh hai sau khi thoát được con sói gian ác đã hối hận. Từ đó họ nơi gương em út đã trở thành một người cần cù và dũng cảm. Câu chuyện em kể đến đây đã hết rồi. Qua câu chuyện em rút ra được bài học vô cùng đáng quý. Mỗi chúng ta, đặc biệt là lứa tuổi học sinh như chúng em, phải biết chăm chỉ, cần cù, chịu khó, chăm chỉ trong học tập, chăm chỉ trong lao động mới đạt được thành quả tốt đẹp, mới trở thành một con ngoan trời giỏi. Cuối cùng, một lần nữa, em xin kính chúc ban giám khảo và quý thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.